Xin chào 500 anh em, vẫn lại là tôi đây, phẳng xinh đẹp của các ông đây. Này các ông có công nhận với tôi rằng thằng nào mà chẳng ước mơ có mấy cô bồ vừa trẻ mà lại vừa ngon đúng không nào? Đừng có dối lòng nữa đi. Và đương nhiên là mấy thanh niên hơi quá tuổi thì cũng không phải ngoại lệ. Chẳng phải người ta vẫn hay có câu, trầu già thì gặm cỏ non đấy hay sao? Thế nhưng không hiểu có một lý do nào đó mà trẻ con cũng lại thích chơi đồ cổ, cho nên đã tạo thành những cặp đôi đũa lệch nổi tiếng một thời. Họ là ai và những cặp đôi này chênh lệch tới mức độ nào mà lại gây xôn xao dư luận như vậy? Nếu các ông muốn học hỏi kinh nghiệm thì hãy cùng Thế Giới Phẳng đi khám phá ngay bây giờ nhé. Thứ nhất, cưới bà của bạn thân. Ông bà ta hay có câu, trai 30 tuổi đang xoan, gái 30 tuổi đã toàn về già. Ý là chỉ con gái mà ngoài 30 tuổi chính là lúc điện nước đang dần cạn kiệt. Thế nhưng mà đối với trường hợp của bà cụ này thì lại hoàn toàn ngược lại. Chuyện chẳng là bà Almeida Aurel đã 74 tuổi, nhưng lại rất thăng hoa trong cuộc tình với chàng trai Gary mới chỉ 21 tuổi mà thôi. Hai người gặp nhau lần đầu tiên trong đám tang của chồng bà và Gary cũng có mặt với danh nghĩa là bạn thân của cháu trai bà. Thế rồi ngay trong lần gặp đầu tiên ấy, bà Almeida đã ngay lập tức bị hút hồn bởi nụ cười chết người của Gary. Nó giống như một ánh sáng rực rỡ chiếu xuyên qua tâm hồn đang cô đơn của bà. Và đương nhiên là Gary, chàng trai bé nhỏ cũng không qua được ải tình ái này. Sau đó Gary đã hạ quyết tâm phải cưa bằng được bà cô già này. Và thật bất ngờ, anh ta đã làm được chỉ sau 2 tuần thả thính. Nhưng còn bất ngờ hơn nữa là chỉ sau 6 ngày kể từ lúc ngỏ lời, Gary và Almeida đã chính thức lên giường với nhau. Họ sung sướng đến nỗi mà Gary đã phải thốt lên rằng chuyện đó đã vượt qua cả những giấc mơ điên rồ nhất của anh ta. Mặc dù thì người ngoài đều ngăn cản và gièm pha ít nhiều, thế nhưng mà bất chấp tất cả, cặp đôi vẫn yêu đương và đi tới hôn nhân. Tính đến này thì đã hơn 4 năm rồi. Cho anh em nào đang tò mò thì hiện tại cặp đôi bà cháu này vẫn ấm êm hạnh phúc đấy nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một mối tình ngang trái bậc nhất dưới mặt trời mọc. Thứ hai, mối tình 7328. Cách đây hơn chục năm, một ông lão Chakato 73 tuổi đã khiến các nam thanh niên phải nổ đom đóm mắt khi ông chính thức về chung một nhà với một thiếu nữ kém ông tận tới 45 tuổi. Nhưng nào chỉ có vậy, ngoài vấn đề tuổi tác thì ngoại hình của hai người cũng là trò cười trong suốt một thời gian dài của cư dân mạng. Trong khi người vợ thì đang độ tuổi xuân thì đẹp nhất đối với người con gái, thì ông chồng lại chẳng khác nào một ông lão vừa già vừa xấu. Nếu không biết chuyện thì có lẽ ai cũng sẽ cho rằng cô gái này chính là một kẻ đào mỏ chính hiệu. Thế nhưng đời đâu phải cái gì cũng dễ đoán như vậy. Để thử lòng người vợ trẻ đẹp của mình, Chakato đã giả vờ đang lâm vào tình cảnh nợ nần chồng chất. Song trái với suy đoán của nhiều người, cô vợ lại sẵn sàng cùng chồng đồng cam cộng khổ vượt qua những tháng ngày khó khăn, thậm chí đang từ vị trí ăn chơi. Cô nàng còn chấp nhận đi làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống. Cũng kể từ đó, không chỉ Chakato mà cư dân mạng cũng đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn về cô vợ này. Từ việc chế nhạo họ lại quay sang ngưỡng mộ và gửi lời chúc phúc cho cặp đôi đũa lệch này. Còn bây giờ sẽ là một cặp đôi ông cháu từng một thời hot hòn hò tại Việt Nam. Thứ ba, mối tình đêm 7 ngày 3 vào ra không kể. Nhắc tới mối tình này, chắc chắn đã nhiều ông đã đuổi được hình bắt được chữ đúng không nào? À vâng. Nhân vật chính mà tôi đang muốn nhắc đến chính là tỷ phú Hoàng Kiều và siêu mẫu Ngọc Trinh. Câu chuyện nổi lên bắt đầu từ cuối năm 2016, khi vị tỷ phú Việt Kiều lên tiếng thừa nhận đang yêu nữ hoàng nội y Ngọc Trinh. Mặc dù đã có rất nhiều lời đồn ác ý xoay quanh mối tình 7227 này, thế nhưng cặp đôi vẫn liên tục cập nhật những hình ảnh hẹn hò cũng như lời yêu đương lên các trang mạng xã hội. Không ít người bĩu môi nói rằng đây chỉ là một cuộc vui đùa giữa chân dài và đại gia, chứ không phải là một tình yêu đích thực. Song buồn cười là đúng thế thật các ông ạ. Chỉ sau 3 tháng yêu đương, cuộc tình của Ngọc Trinh và Hoàng Kiều nhanh chóng đi đến tập cuối. Về phía vị tỷ phú, ông cho rằng mặc dù chia tay nhưng dư âm của cuộc tình vẫn còn. Thậm chí ông còn gây sốt một thời với phát ngôn đêm 7 ngày 3 vào ra không kể. Tôi là tôi không hiểu câu này đâu. Còn ông nào biết thì nhớ comment để anh em đỡ tối cổ nhé. Tiếp theo là một mối tình ngập tràn gạch đá ở Đài Loan. Thứ tư, Lý Khôn Thành và Lâm Tĩnh Ân. Nếu có một mối tình nào đó khiến tất cả mọi người đều phẫn nộ rồi gay gắt phản đối, thì đó chính là cặp đôi ông cháu Lâm Tĩnh Ân và nhạc sĩ Lý Khôn Thành. Trong khi Lý Khôn Thành sinh năm 1957, thì bạn gái Lâm Tĩnh Ân lại sinh năm 1996. Mặc dù khoảng cách 39 tuổi này cũng đủ để người đời đàm tiếu về mối quan hệ ông cháu này. Nhưng không, điều khiến dân cư mạng dậy sóng hơn cả lại chính là việc nhạc sĩ U60 ấy cố gắng ly dị vợ để có thể đàng hoàng đến với cô nhân tình đáng tuổi cháu gái mình. Còn cô nhân tình kia thì cũng chẳng khác gì, bất chấp sự phản đối của gia đình. Lâm Tĩnh Ân thường xuyên bỏ nhà bỏ học để đi theo tiếng gọi của thứ mà cô cho là tình yêu chân chính. Hai người cứ yêu đương như vậy bất chấp sự lên án và phản đối kịch liệt từ cộng đồng mạng.
Thậm chí họ còn dự định kết hôn vào năm 2016, nhưng rồi không hiểu vì lý do gì hôn lễ đã đột ngột bị hoãn vô thời hạn. Những tưởng chuyện tình đến đây là chấm hết, nhưng vào ngày lễ Valentine năm 2019, Lý Khôn Thành lại đăng lên những dòng tình cảm dành cho cô nhân tình bé bỏng. Vậy rồi cũng chẳng hiểu chặng đường yêu đương của hai ông cháu nhà này đến đâu nữa công nhỉ? Thôi, khó quá thì bỏ qua. Còn bây giờ mời các ông đến với một chuyện tình nổi danh một thời. Thứ 5. Mối tình hệ YouTuber. Nhắc tới những mối tình chéo ngoe trên cõi mạng xứ Hàn, chắc chắn không thể không kể đến cặp đôi bà cháu YouTuber nổi tiếng người Hàn khi chú rể 38 tuổi, còn cô dâu thì đã ngoài 73. Thế nhưng thay vì khai tuổi thật 73 của mình thì cô dâu này lại chỉ dám nhận độ tuổi là 63. Về lý do được tiết lộ thì là bởi khi trên kênh YouTube của họ nhận được nhiều sự chú ý, đã có nhiều bình luận ác ý rằng trông họ giống hai mẹ con. Thế nhưng thực tế thì lại đáng độ tuổi của hai bà cháu. Vậy nên họ chỉ còn cách khai gian tuổi của cô dâu mà thôi. Tuy nhiên sau một thời gian lừa dối thì họ đã quyết định đối diện với sự thật. Không chỉ tiết lộ năm sinh mà họ còn công khai luôn cả tờ giấy khai sinh để chứng minh hai người không hề có quan hệ huyết thống như là đồn. Mặc dù thì việc này cũng không ảnh hưởng tới thái độ của cư dân mạng. Thế nhưng cuối cùng cặp đôi bà cháu này đã quyết định đi đăng ký kết hôn và chờ sự cho phép của gia đình mới tổ chức hôn lễ. Đúng là tình yêu thì không quan trọng tuổi tác thật, nhưng chênh lệch như thế này thì đáng để xét nét đấy công nhỉ. Thứ 6. Mối tình Đặng Kiến Quốc và Vương Diễm. Cho hỏi ở đây có ông nào biết tới nàng thơ ngược khủng Can Lộ Lộ không nhỉ? Ê, đừng vội mừng, tôi không có ý định sâu hàng cô siêu mẫu lắm chiêu này cho các ông xem đâu nhá. Bởi nhân vật mà tôi muốn nhắc tới lại là đạo diễn Đặng Kiến Quốc, người đàn ông đã từng công khai cặp kè cùng người đẹp thích cởi kia. Còn em gái trà xanh lại là một gương mặt hoàn toàn mới có tên là Vương Diễm, chưa tròn 20 tuổi. Tính ra thì ông đạo diễn này hơn cô em gái kia tới tận 3 con giáp cơ đấy. Thế nhưng trâu già thường thích gặm cỏ non, cho nên một ông đạo diễn máu mặt trong làng điện ảnh này lại đi tà tưa một em trẻ đẹp non tơ cũng là chuyện dễ hiểu. Huống hồ gì trước đó, Đặng Kiến Quốc đã bị dư luận chán ngán với hàng loạt thiên tình sử cùng danh sách bạn gái cũ đều là những người đẹp kém ông cả chục tuổi. Song thay vì nghiêm túc như những mối tình vừa rồi thì ông ta lại thẳng thừng tuyên bố rằng sẽ không đi tới hôn nhân trong mối quan hệ này. Nhưng buồn cười ở chỗ rằng ông cũng không giấu ý định muốn có con với bạn gái. Cuối cùng là một cuộc tình cực tốn giấy mực ở Việt Nam. Thứ 7. Cuộc tình cô cháu. Chắc hẳn rằng các ông vẫn chưa quên được vụ việc đám cưới kỳ lạ của cô dâu và chú rể ở Cao Bằng chênh lệch nhau đến 36 tuổi. Chú rể là anh Hoa Cương sinh năm 1992, trong khi cô dâu là Thu Sao sinh năm 1957. Chuyện tình của hai người nảy sinh ngay từ những phút giây đầu gặp gỡ. Khi ấy người ta thấy anh chàng làm nghề thợ xây cho nên đã buông lời miệt thị rằng anh là kẻ hám tiền. Nhưng rồi sau nhiều năm chung sống, cùng với những khoảnh khắc hạnh phúc được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến mọi lời đồn đại rơi vào hư không. Đúng là tình yêu đích thực sẽ đều được đền đáp xứng đáng phải không nào? Tuy nhiên ở đây có bao nhiêu ông dám đứng ra chấp nhận một tình yêu đũa lạnh như vậy? Hãy để lại ý kiến của các ông trong phần bình luận bên dưới video này nhé. Còn bây giờ thì thời lượng của Thế Giới Phẳng cũng xin phép được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại những người anh em trong các series đọc và lại tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì bye bye!